Thôi chào bà con nha, hôm nay bà con tìm gato, hôm nay có gato vậy nè. Thứ nhất là con gato 15 ngựa 420cc, có đề luôn nha, quá trời đẹp luôn nè. Màu vàng đẹp thiệt, chụp con một ốc nè, bỏ vô bằng gan luôn nha, quá đẹp luôn nè. Máy hết hộp, máy đẹp. 420cc 15 ngựa, nặng á, tổng lượng nặng là 34kg rồi con, ghê không? Tổng lượng nặng là 34kg. Bà con là có nhung quả luôn nha, 0886356707. Gato quá đẹp. Quá đề luôn nè. Hàng mẫu mới về nha bà con, hàng mới về đó. Mười lăm ngựa có đề, nặng 34kg luôn thùng, đẹp thiệt, quá trời bự. Đây một chụp cò nè, chụp cò nè. Với bình xăng làm theo công nghệ của Nhật nha, làm theo công nghệ nè, Israel in xe băng nè, làm theo công nghệ nha, nó nhỏ xíu à, nên đời này tiết kiệm xăng lắm, xăng này nhỏ tiết kiệm lắm nè, đẹp thiệt. Xăng này đẹp. Rồi sau nãy xài mấy con này là khỏi xài xì nhớt luôn nè, con thun này con thun chịu nhiệt như mấy xe máy để mới giờ đó. Mấy xe hơi xe tay ga là xài rồi con cò bằng con thun này không nè, chịu nhiệt tốt, không bị xì nhớt, xài thời gian được lâu luôn. Sau này mất tiền phải rồi nè, theo công nghệ xe băng luôn, ghê không, mất in xe băng luôn nè, slend in xe băng luôn, ghê thiệt. 15 ngựa 420 luôn, có đề luôn nè, có đề có sạc luôn ha. Đây nó có, nó không có dây điện kèm theo nha, con tự mua dây. Con về đấu cộng dây cộng á, dấu nó cộng bình á, vô đây nè, cộng bình vô đây nè, cộng nóng á, dấu cộng vô đây, dấu trừ vô bất cứ chỗ nào trong lốc cũng được. Nó có dây báo nhớt luôn nè. Và bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Gato 15 ngựa. Cốt đẹp không, ram đẹp ghê không, cốt ram có mã số luôn nè, đúng mã số đây luôn nè, ốc đẹp chứ sao đẹp chứ, sắc sảo thiệt. Bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Gato 15 ngựa 420 có đề.